Kinh doanh Nông Miền Tây xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay 19 tháng 12, giá lúa đi ngang ở mức thấp. Giá lúa gạo hôm nay cuối tuần tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đi ngang sau khi điều chỉnh giảm vào ngày hôm qua. Thương lái có xu hướng đè giá lúa, giao dịch lúa mới cầm chừng. Giá cụ thể hôm nay như sau: nếp vỏ tươi Long An 5.300 đến 5.500 đồng, OM 380 4.900 đến 5.100, OM 9582 ở mức 5.200 đến 5.300 đồng, lúa Nhật 5.900 đến 6.000 đồng, lúa Hàm Châu 5.300 đến 5.400, nếp An Giang loại 3 tháng là 5.100 đến 5.300 đồng, IR 50404 thu đông giá 4.800 đến 5.000, tại An Giang có giá là 5.300 đến 5.500, VNR 20 5.900 đến 6.000 đồng. Nàng Hoa Chín ở mức 6.000 đến 6.200 đồng, Đài Thơm 8 5.700 đến 6.200 đồng. Nông dân chào bán lai rai, thương lái hỏi mua chậm. Tại Châu Đốc thì một số giao dịch có mức là từ 6.100 đến 6.200 dành cho Đài Thơm nha bà con. OM 5451 thu đông thì có giá là 5.500 đến 5.700. Tại Trà Vinh lúa đẹp thì thương lái hỏi mua nhiều với giá là 5.800 đồng. OM 18 giá 5.600 đến 5.900. OM 6976 5.300 đến 5.400, OM 4900 5.700 đến 5.800, RVT là 5.900 đến 6.000 đồng, ST 24 là 6.500 đến 6.800, lúa Jasmine là 6.500 đến 6.700, OM 7347 5.900 đến 6.000 đồng, RVT khô 7.000 đến 7.100, lúa khô OM 4900 7.400 đến 7.500, Đài Thơm 8 khô là 7.600 đến 7.700, lúa ST 24 khô là 8.100 đến 8.250 đồng, lúa khô OM 18 6.900 đến 7.000 đồng, lúa Nhật khô 7.800 đến 7.900, nếp vỏ khô An Giang là 6.600 đến 6.800, nếp vỏ khô Long An là 6.900 đồng, lúa khô OM 5451 6.600 đến 6.800, Jasmine Đông Xuân 7.900 đến 8.000 đồng, lúa Hàm Châu khô 7.400 đến 7.500. Bà con lưu ý giá có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha. Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Bà con hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh và cũng như theo dõi các nội dung dễ dàng nha. Cảm ơn bà con rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.